Để phục vụ cho việc tìm mua ác cũng như là giao bán ác của anh em thì hiện tại bây giờ Shopmart của mình đã cập nhật thêm phần mục của tựa game Hỏa Long Pháp Sư. Mọi người có thể search trên Google shopmonsu.com, sau đó là truy cập vào website của mình. Ở đây thì chúng ta có thể lọc game, bấm phần phân loại game này. Các bạn có thể nhìn thấy cái mục Hỏa Long Pháp Sư ở đây. Chọn vào đây để có thể xem những con ác Hỏa Long Pháp Sư đang bán ở trên này. Ngoài ra ấy, thì anh em nếu như có cái nhu cầu đăng bán ác của bạn lên Shopmart của mình thì có thể dễ dàng hướng đến những cái người mà mong muốn mua ác của bạn sớm nhất có thể, thì có thể liên hệ trực tiếp với mình qua Facebook. Link Facebook mình để ở trên này. Đấy, ở trên này. Các bạn liên hệ qua Facebook của mình để mình có thể giao bán ác cho các bạn. Phí mỗi lần là 20k. Và các bạn chỉ cần cung cấp cho mình hình ảnh ác cũng như là thông tin liên hệ của các bạn để người mua có thể liên hệ với các bạn để mua. Ngoài ra, nếu như các bạn muốn đăng tải ác một cách miễn phí thì có thể tham gia vào group mua bán ác game của mình. Đó là group Hỏa Long Pháp Sư mua bán trao đổi. Đấy. Hoặc là mình các bạn có thể xuống dưới phần mô tả video hoặc là phần comment, mình sẽ ghim cái group của mình ở đây. Ok. Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Sorry anh em nếu như giọng tôi vẫn hơi khó nghe một chút. Hôm nay thì mình có nhận được code từ bên nhà phát hành rồi và mình hôm nay sẽ làm cái event để có thể phát code cho mọi người. Thật ra những anh em nào mà đã theo dõi kênh của mình từ lâu thì sẽ biết luôn là cái cách phát code ở trên kênh của mình rồi. Luôn luôn là như vậy. Những anh em nào mà chưa bao giờ xem kênh hoặc bây giờ mà là những người đăng ký mới thì anh em có thể vui lòng là có thể lắng nghe hết cái thể lệ của video, bởi vì các bạn không cần phải vội. Lúc nào video của mình cũng được đăng vào lúc riêng video phát cốt luôn được đăng vào lúc tầm 6 giờ tối, nhưng mà mình sẽ khóa phần comment lại, không cho comment. Đấy, đúng 1 tiếng sau vào lúc 7 giờ tối mình mới mở để cho mọi người vào comment. Tại sao lại phải như vậy? Đây là để nó thực sự gọi là công bằng. Nhất là lúc 6 giờ tối có thể những anh em người ta đang trên đường đi làm về hay là trên đường đi học về, người ta không kịp làm, thì sau khi về nhà rồi mọi người thấy có video rồi mọi người có thể gọi là biết trước cái thời gian để có thể vào canh. Đấy, nghĩa là nắm rõ được tất cả cái thể lệ, biết hết được thời gian vào canh và làm thôi. Đấy, nó là sự công bằng, nó hạn chế được cái việc dùng clone đó. Cái thứ hai ấy, đó là về vấn đề thông báo. Có những anh em người ta cũng đăng ký kênh của mình, tuy nhiên cái thông báo của YouTube nó rất là hãm. Có người mình đăng video phát thông báo luôn, có người đăng video 3 phút sau nó mới thông báo, mặc dù mọi người cũng đăng ký cũng bật thông báo các kiểu như mọi người đó. Thì mình để phòng trường hợp này đấy, người trước người sau, người biết trước người biết sau, thuyệt cho người biết sau, nên là mình sẽ khóa lại và đúng 7 giờ 1 tiếng sau mình sẽ mở cho mọi anh em bắt đầu vào comment đó. Và mọi người vui lòng, bởi vì mình đã khóa để cho mọi người có đủ thời gian, nên mọi người cứ thoải mái nghe hết cái thể lệ, vì rất nhiều lần anh em không nắm rõ thể lệ nên đã làm sai, khiến cho các bạn mặc dù đủ điều kiện tuy nhiên vì một vài cái lỗi các bạn không thể nhận được đó. Giá trị cốt lần này sẽ có 2 mốc. Mốc cốt đầu tiên là cái mốc event mà video đạt được 10.000 sub, 10.000 view ấy, thì sẽ được 500 cốt. Cứ mỗi 1.000 view thêm thì sẽ được thêm 50 cốt. Video của mình đến thời điểm này là khoảng 16-17, mình không biết là bên kia nhà phát hành người ta thống kê lúc mình mười mấy, nhưng mà cái video mình đăng ký là lên được 16-17 rồi. Đó, thì nó sẽ dư dư vào khoảng tầm 700-800 cái, đúng không? Với lại là mình nhận thêm được, mình có xin bên nhà phát hành thêm thêm một chút code nữa để có thể gửi cho nhiều anh em hơn, nên mọi người sẽ thoải mái một chút nhé. Thì con số thực code thực sự nó sẽ không phải chỉ là 500 code đâu nhá, anh em có thoải mái. Rồi, thể lệ như thế nào? Đầu tiên mình chỉ chấp nhận những anh em tham gia ở dưới cái video này, ở dưới video này, không ở bất kỳ video khác, không ở bất kỳ nền tảng khác, chỉ ở trên YouTube kênh của mình và video này, không Facebook, không tất cả mọi thứ nhá, chỉ YouTube thôi. Anh em comment như thế nào? Anh em lên kênh lại chửi nhau cái gì đây? Đây, mọi người không cần phải chào hỏi, không cần phải em xin cốt, không cần phải chúc mừng. Đặc biệt mình phát cốt, mình không cần mọi người phải sub kênh, like video, share video, mình không cần. Đó là cái thứ nhất, bởi vì đăng ký kênh thì mọi người xem mọi người mới đăng ký, còn đăng ký chỉ để lấy cái cốt thì đăng ký làm cái gì? Đăng ký sau thì mọi người cũng có xem video khác đâu, nên cũng chả để làm gì cả. Mấy cái sub cũng không ăn được. Đó, nên không cần phải sub. Mọi người có tâm thấy theo dõi được thì đăng ký thôi, không ép nhá. Nên là ai không thích, ghét mình, anti mình cũng được, nhưng mà nếu như cứ làm đủ theo mọi cách, làm đủ theo cái thể lệ thì các bạn vẫn nhận được code thôi. Mình không có
không có kiểu mình không có phân biệt đâu. Rồi, thế lệ đó là mọi người vui lòng comment cho mình địa chỉ Gmail của các bạn ở dưới phần bình luận để mình có thể gửi code vào mail cho từng người, chứ không có chuyện là cứ post lên cho mọi người tự vào lấy, nó vớ vẩn lắm, phải gửi tận nơi tận tay đấy. À, ví dụ mình đang ví dụ với bản thân mình và đây là cái ví dụ thôi, mình có một cái địa chỉ Gmail là như này, monsu@gmail.com, đây là mail mình ví dụ nhé, còn bạn phải dùng mail của các bạn nhé, đừng có lấy nguyên cái này ra đấy. Đây là cái địa chỉ Gmail đúng không, thì kênh mình chỉ chấp nhận địa chỉ là a@gmail.com chứ không chấp nhận địa chỉ là đuôi khác, ví dụ đuôi iCloud hay đuôi của các trường học chẳng hạn, thì nó sẽ không lọc được, bởi vì hệ thống của mình nó tự lọc chứ mình không gửi tay được, sẽ tự lọc những cái mail có cái dạng như thế này và thay thế đấy. Nhưng mà có một cái vấn đề ấy, đó là trên YouTube nó sẽ cấm các bạn đăng ký link, comment link và comment những cái dạng như kiểu link như này, các bạn chỉ comment xóa luôn. Nên là nếu các bạn comment này nó sẽ bị sai, vì vậy các bạn sẽ phải mã hóa nó một chút. Anh em có thể bỏ giúp mình bắt đầu từ cái a@gmail.com này đi, các bạn chỉ giữ lại cái phần cú pháp chuẩn tên đầu của các bạn thôi, lại xóa cái phần này đi này, a@gmail.com này, các bạn thay một cái khác vào mà nó không phải, nó biến cái này không phải thành một cái link, ví dụ như là cộng monsu đấy, như này, các bạn điền đúng như này cho mình đấy. Cái tên mail của các bạn đã loại bỏ đuôi a@gmail.com, thay thế bằng đuôi cộng monsu. Lưu ý này, các bạn viết liền giúp mình, không có cách ra như này, không có cách ra như này, cái liền và cái cộng monsu cũng như là cái tên của bạn, tên địa chỉ Gmail phải chính xác thì gửi nó mới đến được. Còn cái cộng monsu này cũng phải chính xác để hệ thống còn lọc những cái nào comment nào có cái cộng monsu sẽ lọc ra. Sau đó là nó sẽ tự động thay thế cái cộng monsu này thành đuôi a@gmail.com mà gửi code. Đó, cái hệ thống của mình nó là như vậy. Đó, anh em hiểu chưa? Đó thì mọi người phải comment chuẩn như này giúp mình nhá. Rồi, sau khi mà anh em comment ở trên kênh thì anh em vui lòng đợi mình để cho hệ thống nó còn chạy. Nó phát sẽ rất là từ từ chứ không một phát ăn ngay đâu. Đấy là mình sẽ cố gắng phát sớm nhất cho mọi người. Sau khi phát xong thì mình sẽ check những cái mail nào mà đã được nhận code thì mình sẽ comment comment cho bạn, ví dụ như là mail của bạn đã được mình đã gửi code vào mail của bạn rồi, vui lòng check mail giúp mình, hoặc là mail của bạn có vấn đề, mail của bạn là bị sai, mail của bạn không tồn tại, mình không gửi được code đấy. Đấy là những cái mình sẽ check những anh em mình đã gửi và nó thông báo cái gì mình sẽ check, mình sẽ báo lại cho các bạn ngay đấy. Còn những anh em nào mà không được mình dép ở trên Facebook, ở trên YouTube đấy, dép comment ấy, thì có nghĩa là các bạn chưa nhận được code, và thứ hai là code đã hết rồi, chưa đến lượt bạn là code đã hết rồi. Đó, đó là hai trường hợp. Tuy nhiên nhá, những cái comment ở trên 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 kênh nhá, các bạn phải lưu ý này. Đầu tiên, mỗi người chỉ comment một lần, không comment hai lần. Ai comment hai lần mình xóa luôn, mình xóa comment luôn. Đấy. Thứ hai, không dùng clone, mình check trùng IP và trùng mail, mình sẽ xóa luôn. Và những cái mail, những cái người mà comment hai lần thì có thể là họ sẽ bị kiểu bị lag comment. Còn những anh em mà dùng clone ấy mà để mình phát hiện ra ấy, thì mình sẽ khóa toàn bộ những cái mail đó vào trên kênh của mình, không mà tham gia được các event trên kênh mình nữa. Và cái mình nhắc nhở mọi người, cái code này nó chỉ dùng được cho một tài khoản. Nghĩa là bạn chơi một app, bạn có lấy hai ba code thì các bạn vẫn không thể nhập được. Mỗi app chỉ nhập được một lần thôi các bạn, nên các bạn đừng lấy làm gì, với lại như vậy nó hãm lắm. Mình, các bạn lấy thì phát là mất cơ hội của người khác, đúng không? Mà anh em để tất cả mọi người cùng vui vẻ với nhau thì mình phải nói là sau 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 cái event này thì mình thấy có những event gì khác mình sẽ tiếp tục tham gia và kiếm code, hay là mình có thể chịu khó ăn xin ăn mày của nhà phát hành mấy chục hay là có vài trăm hoặc vài nghìn cái code để gửi cho mọi người cũng được cơ, mà quan trọng là mọi người phải có ý thức và ủng hộ thì mình sẽ làm, đúng không? Chứ còn mọi người mà cứ như thế là mình rất là chán, mình là không có làm đâu. Đó, rồi bây giờ đến phần check mail này. Sau khi à đúng rồi, các bạn không được dép nhá. Cái comment địa chỉ Gmail của các bạn, nếu như bạn tự phát hiện ra là comment sai, các bạn phải comment lại và phải xóa comment cũ và comment lại. Không được sửa, sửa thì những cái hệ thống nó cũng lọc code từ comment cũ nhất cho đến mới nhất, khi nó đã đi qua mail của bạn rồi nó sẽ không bao giờ quay lại để check xem bạn đã sửa hay chưa. Nó cứ đi tiếp thôi. Đấy. Rồi ok, và không được dép ly nhá, không được trả lời nhá, không được trả trả lời, phải là một comment nguyên. Tiếp theo, khi mà mình đã báo với bạn là mình đã gửi code cho bạn rồi, anh em vào check mail. Tuy nhiên, bởi vì mình gửi số lượng lớn, anh em hiểu không? Nghĩa là cái địa chỉ Gmail của mình gửi với quá là nhiều người nên đôi khi nó sẽ thành bị spam. Đấy, thì anh em vào mail của các bạn này, bấm vào cái số ba gạch với điện thoại nhé. Em kéo xuống dưới này vào cái phần thư rác. Thư rác, không phải thùng rác.
Đấy, trong thư giác này nó sẽ có cái mail của mình, nó sẽ dạng là kênh Monsu gửi tặng bạn đấy. Ngoài ra nếu như bạn check đây không có thì các bạn lên trình trình duyệt, bạn mở trình duyệt máy của các bạn lên như này, các bạn search là Gmail. Nếu anh em dùng máy tính ấy, thì nó sẽ dễ hơn, còn nếu như anh em dùng điện thoại ấy, thì các bạn như này giúp mình đấy, vào Gmail, đăng nhập Gmail ở trên máy, trên trình duyệt. Đây, khi anh em đăng nhập vào nó sẽ hỏi các bạn là mở ứng dụng Gmail hay là sử dụng web, thì các bạn chọn sử dụng web giúp mình nhá. Sử dụng web này, đấy, sau đó cũng sẽ mở dấu ba gạch lên, kéo xuống dưới, check ở phần thư giác. Nhớ là thư giác nhá. Đây, thì mail nó sẽ nằm ở trong này, anh em kiểm tra giúp mình. Còn nếu như mình đã comment báo là đã gửi mail rồi mà các bạn check không có thì khả năng cao là các bạn đã comment sai mail. Chắc chắn sai địa chỉ Gmail. Đó là những cái lưu ý của mình về về cái vấn đề phát code cho mọi người. Thì anh em nhớ là lưu ý giúp mình đó. Nó hơi bị dài dòng một chút, hơi bị dài dòng một chút, tuy nhiên thì mình cũng muốn là nói cho nó chi tiết để anh em có thể nắm rõ được cái thể lệ, không để thắc mắc đấy. Thì anh em vui lòng đợi, vì số lượng code cũng nhiều, số lượng code cũng nhiều mà địa chỉ Gmail thì chỉ có thể gửi được một số lượng Gmail nhất định ở trong một ngày, nên là anh em vui lòng đợi giúp mình, có thể là sẽ chậm so với thời gian các bạn comment khoảng 1 cho đến 2 ngày. Để anh em vui lòng đợi giúp mình. Ok, nói chung là cái thể lệ code và phát code và cái hướng dẫn về event nó đến đây thôi. Nó mình đã hướng dẫn chi tiết cho mọi người rồi. Lưu ý là mình phát code free, không có yêu cầu các bạn phải like, share, comment hay đăng ký kênh rồi mới được nhận. Nên là anh em khỏi phải thắc mắc cái việc là mình câu phải ba cái sub. Ok, rồi tất cả những event sau thì anh em cứ biết vậy, biết cái thể lệ là được. Sau này tất cả event đều như thế hết. Còn những anh em trên kênh mình lâu năm rồi thì họ biết rõ rồi. Đấy, mình không phải nói lại nữa. Ok, nói chung là cái hướng dẫn của mình đến đây thôi. Anh em thấy hay thì like sẽ ủng hộ. Còn thôi, không ép nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye bye mọi người nhá. Wherever love flows, there is also tragedy when we're in too deep. And you and I.